Đó, hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh em chị em một điều rất là quan trọng cho chúng ta là những người tin Chúa. Chúng ta biết đó, trong cái thời kỳ cuối cùng ngày hôm nay là nó có nhiều cái dấu hiệu để cho chúng ta biết cái thời kỳ cuối cùng như thế nào. Đó, một trong những dấu hiệu mà chúng ta biết cái thời kỳ cuối cùng như thế nào đó là Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 24, nhiều dấu hiệu lắm, nhưng mà hôm nay chúng ta chú ý đến một dấu hiệu rất là quan trọng cho chúng ta, cho chúng ta là những người tin Chúa. Là Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, Ma-thi-ơ đoạn 24, trong cái đoạn 24 này đó, tôi không có đọc hết đoạn đâu, nhưng mà tôi kể cho quý vị cái vấn đề ở trong này. Trong đoạn 24 này có Chúa Giêsu nói đến nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó, Chúa Giêsu bắt đầu bằng cái đền thờ Jerusalem, và Chúa nói là một ngày nào đó cái đền này sẽ không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Rồi bắt đầu họ hỏi Chúa Giêsu khi nào cái điều đó nó sẽ xảy đến, thì bắt đầu Chúa Giêsu trả lời cho họ cái dấu hiệu về cái ngày mà cái điều đó sẽ xảy đến. Và rồi Chúa Giêsu lại nói tiếp thêm nữa một vấn đề là ngày Chúa đến và ngày Chúa trở lại. Cho nên chúng ta đọc chúng ta phải để ý, nếu không chúng ta sẽ hiểu lẫn lộn về những cái chi tiết mà Chúa Giêsu nói trong cái đoạn Ma-thi-ơ đoạn 24, cũng giống như trong sách Mác đoạn 13 rồi sách Luca đoạn 21 đều nói những khía cạnh khác nhau. Mình ta phải để ý Chúa Giêsu nói về hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái đền thờ Jerusalem mà người Do Thái nhìn thấy đó, họ chỉ cho Chúa đó, Chúa nói là sẽ có ngày cái đền thờ đó sẽ không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào. Đó. Rồi kế tiếp Chúa Giêsu nói đến ngày Chúa đến. Trong cái câu số 3 đó thì bắt đầu như thế này. Trong cái câu số 3, Ngài đưa ngôi núi trên núi Olive, môn đồ tới riêng Ngài mà nói rằng: Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào sự đó xảy ra. Đó là lúc mà cái đền Jerusalem không còn một hòn đá nào ở bên trên. Đó. Rồi bắt đầu: vì có điềm gì và có điềm gì về sự Chúa đến và tận thế. Tức là họ hỏi Chúa, họ hỏi Chúa hai điều. Điều thứ nhất là chừng nào cái điều mà Chúa nói về cái đền thờ Jerusalem đó, những hòn đá không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, nó sẽ sụp. Rồi kế đến họ hỏi và khi nào ngày Chúa đến và tận thế. Tận thế đây không phải là không còn chỗ chúng ta sống nữa, không còn một người nào nữa. Tận thế tức là ngày mà chung kết của cơ hội con người cai trị lẫn nhau trên thế gian này. Ngày hôm nay cái cơ hội nó vẫn còn. Con người cai trị lẫn nhau bằng nhiều chính thể khác nhau: cộng sản, độc tài, rồi chế độ quân chủ lập hiến, rồi quân chủ độc tài cũng có nữa. Đó, nó vẫn còn ngày hôm nay, nhiều nơi khác nhau, mỗi quốc gia mỗi một hình thức khác nhau. Nhưng mà đến cái ngày tận thế, loài người không còn cơ hội cai trị nhau nữa. Bây giờ Chúa sẽ đến, Chúa sẽ trở lại và Ngài sẽ cai trị thế giới này trong 1000 năm. Nhưng mà hôm nay chúng ta không đi vào cái phần đó, nhưng mà hôm nay chúng ta đi vào cái phần mà ở trong câu 14 nói rằng tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ thì sự cuối cùng sẽ đến. Đây là một dấu hiệu. Hôm nay chúng ta không có học về các dấu hiệu khác, nhưng mà chúng ta học về một cái dấu hiệu. Khi nào tin lành của nước Đức Chúa Trời, nhớ tin lành của nước Đức Chúa Trời, chứ không phải là tin lành của một giáo hội nào. Nhớ tin lành của một giáo hội có thể thiếu so với tin lành của nước Đức Chúa Trời. Tại vì cái tin lành của Đức Chúa Trời, nước Đức Chúa Trời là tin lành toàn vẹn. Tin lành, nếu mà quý vị đến
đến nhà thờ gọi là Baptist, thì quý vị cũng nghe tin lành về Đức Chúa Giêsu đến thế gian này chết chuộc tội cho nhân loại. Nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ nghe về Đức Thánh Linh sẽ đến và Chúa Giêsu sẽ làm phép bắp tem cho quý vị, rồi Ngài trang bị cho chúng ta ơn quyền năng để làm nhân chứng cho Chúa. Chúng ta sẽ không bao giờ nghe về những điều như vậy. Mà nếu mà chẳng may chúng ta được bắp tem bằng Đức Thánh Linh thì nhiều khi họ không chấp nhận và chúng ta phải đi ra khỏi những cái nơi đó. Đó, tin lành của con người có giới hạn, nhưng mà tin lành của Đức Chúa Trời gọi là tin lành toàn vẹn. Tất cả những điều gì mà các sứ đồ dạy dỗ từ buổi ban đầu và được ghi chép lại trong Tân Ước, đó là điều mà chúng ta sẽ được dạy dỗ. Và lời của Chúa nói rằng khi nào tin lành của nước Đức Chúa Trời được rạng ra khắp đất thì bây giờ tin lành sẽ đến. Anh em chị em, ngày hôm nay chúng ta sống là ngày mà có cơ hội nhiều nhất để tin lành được rạng ra khắp đất. Nếu người nào có radio thì có thể nghe radio được. Nếu không ai đi đến được, những đài phát thanh giảng về tin lành của Chúa có trên đài radio, truyền hình cũng có. Mà ngày hôm nay nó còn xa hơn nữa là có cái hệ thống mạng xã hội. Mà ngày hôm nay đó, những nơi, những quốc gia giàu có hay là những nơi giàu có, người ta còn nghĩ đến để thiết lập các mạng lưới Internet cho tất cả các vùng thôn quê. Cho nên ngày mà chúng ta sống ngày hôm nay là ngày Chúa rất gần rồi, không còn xa xôi nữa anh em chị em. Mà lời Chúa nói đó, cái ngày cuối cùng đó là thế giới nó sẽ đi như thế này nè: điều phải thành trái và điều trái sẽ thành phải. Anh em chị em thấy điều đó ngày hôm nay đầy rẫy hết. Mà ngày đó đó còn có những dấu hiệu. Chúa nói là thế mà thời trước thời kỳ Noe như thế nào thì ngày của Chúa cũng giống như vậy. Noe thì lúc đó như thế nào? Con người chém giết lẫn nhau, đủ mọi thứ hết. Rồi thành Sodom như thế nào? Thì ngày Chúa đến cũng như vậy. Nhưng mà có một điều quan trọng nhất là tin lành của Chúa sẽ được giảng ra khắp đất. Nếu mà người ta không đi đến thì những làn sóng nó sẽ bao phủ những cái nơi mà người ta không đi đến được. Rồi nếu mà Internet không có thì những làn sóng radio, những làn sóng của TV nó cũng đến được những nơi đó. Miễn là những người đó được có cơ hội có một cái radio hoặc là được chu cấp cho một cái TV thì họ cũng sẽ có được. Cho nên anh em chị em, chúng ta sống trong một cái giai đoạn ngày hôm nay rất gần lắm. Và một trong những cái dấu hiệu nữa, quý vị thấy nè, tự nhiên bây giờ nó đẻ sinh ra cái tiền điện tử. Đó là lúc mà nó chuẩn bị cho thế giới này trong một cái xã hội không tiền tệ nữa. Và có những nơi người ta làm thí nghiệm về vấn đề đặt những cái chip vào trong thân thể con người để mà scan nó, để mà có những cái dữ liệu về tiền bạc, nhà băng và tuổi tác này kia ở trong đó. Cái thế giới chúng ta đang sống là tất cả những điều đó đã được chuẩn bị sẵn hết rồi. Vì vậy Chúa Giêsu nói là khi nào tin lành của nước Đức Chúa Trời, nó phần chúng ta, anh em chị em, chúng ta, quý vị, tôi hỏi thật quý vị nè, thật lòng quý vị đó, chúng ta muốn Chúa đến sớm hay là Chúa ráng đợi chút xíu để con làm xong công việc của con đã rồi Chúa hãy đến? Cái gì? Phải không? Anh em chị em, thực sự đó, tôi nói cái tâm trạng tôi nè, khi mà tôi mới lớn lên đó, tôi nghe về cái điều này đó, tôi nói, Chúa ơi, từ từ đấy chứ, từ từ đấy chứ. Không, tôi nói thật với quý vị, đó là cái tâm trạng thật. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực sự đi với Chúa rồi, kinh nghiệm Chúa rồi, và chúng ta quan sát thấy tất cả những điều gì xảy đến trên thế gian, anh em chị em ơi, chúng ta chỉ mong mỏi một điều thôi là Chúa đến sớm, để chúng ta không phải đối diện với cái. Quý vị ơi, một ngày nào đó quý vị tưởng tượng đi, con quý vị, cháu quý vị, nó về nhà nó nói với quý vị là
Con nghĩ con, một đứa con trai nó nói con nghĩ con là con gái. Quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị chịu được không? Quý vị chịu nổi điều đó không? Nếu mà chúng ta chịu nổi thì hãy cầu nguyện Chúa chậm chậm. Tại vì cái điều đó nó sẽ tăng lên, nó không giảm đi. Tại vì thế giới của loài người chúng ta đang sống ngày hôm nay, ảnh hưởng của sự sa đọa mà ma quỷ nó đã hoành hành trên con cái loài người trong cái xã hội này, mà nó ảnh hưởng cả vào trong hội thánh của Chúa nữa chứ không phải không. Anh em chị em biết không, có những hội thánh ngày hôm nay đó, họ làm lễ cưới cho những người nam với người nam, người nữ với người nữ, rồi họ chuyển giới bằng lòng đó. Nếu quý vị nào không biết thì tôi nói cho quý vị ghi xuống nha. Rất nhiều hội thánh truyền thống đã đi vào con đường đó. Trưởng lão cũng có, Presbyterian đó, nó có nhiều nhóm, nhưng mà cái nhóm lớn nhất là cái nhóm họ đã chấp nhận tất cả những vấn đề đó. Rồi Lutheran, mà cái nhóm gọi là Evangelical Lutheran, tức là Tin Lành Lutheran đó, cũng đã chấp nhận cái điều đó. Rồi Methodist, tức là giám lý đó, họ cũng đã chấp nhận điều đó. Mà ngày hôm nay họ phải tách rời ra, tất cả những người nào không, hội thánh nào không chấp nhận phải tách rời ra hết. Rồi ngay cả đến những nhóm Baptist cũng có những nhóm họ đi vào con đường đó nữa. Lutheran, Baptist, Methodist, Episcopal, tức là Anh giáo, cũng có nhóm nó đi vào vấn đề đó nữa. Rồi hội thánh Công giáo thì cũng có những người đang tranh đấu đòi hỏi những điều đó được chấp nhận vào trong hội thánh nữa. Và chúng ta thấy cái sự sa đọa không những nó ở thế giới bên ngoài mà nó len lỏi vào hội thánh của Chúa. Và Chúa nói rồi, nhưng mà tin lành của Chúa phải được rao giảng ra khắp đất. Tin lành của nước Đức Chúa Trời. Tại sao nó có những điều đó? Tại vì đó là công việc của ma quỷ. Đó là công việc của nó làm. Mà Chúa phải cho phép những điều đó phải xảy đến. Vì sao? Tại sao Chúa cho phép, anh em chị em? Ý muốn Đức Chúa Trời chỉ có hai điều thôi. Ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời và ý muốn mà Ngài cho phép. Cho phép là vì con người không vâng lời, con người cứng lòng, thì Chúa cho phép những điều này điều kia nó xảy đến. Còn ngoài ra trong Kinh Thánh chỉ có hai trường hợp đặc biệt thôi, là Job và Phaolô, là trường hợp Chúa cho phép vì Chúa cho phép để thử cái đức tin của họ. Còn ngoài ra vì chúng ta cứng lòng, chúng ta đòi hỏi, chúng ta không vâng lời, Chúa cho phép. Tôi cho thí dụ trong Kinh Thánh là, nếu mà quý vị nào đã đọc trong Cựu Ước về một người tiên tri có tên là Ba-la-am và ông vua Ba-lắc. Ông vua đến dụ Ba-la-am rằng hãy đến để nhân danh Đức Chúa Trời mà rủa xả cho cái dân Do Thái đi. Chúa nói không được. Chúa nói không được. Ông bằng lòng, ông vâng lời Chúa, ông không làm điều đó. Rồi vua lại đem, Ba-lắc lại đem đến tiền bạc và của cải, mọi sự giàu có dù dỗ. Đáng lẽ là Chúa nói một lần là đủ rồi, Chúa đâu cần phải lặp lại lần thứ hai. Đó, anh em chị em, nếu mà chúng ta nghe tiếng của Chúa rồi, một lần thôi. Thế còn phải cẩn thận, nếu mà chúng ta không gần gũi với Chúa, ma quỷ cũng có thể nói. Tại vì sao? Nhớ là quý vị nè, có ba loại linh nó sẽ nói với mình. Linh của Chúa là thánh linh. Linh của quỷ là tà linh, ma quỷ, thế lực tối tăm. Và linh của con người, những con người yếu đuối ở thế gian này, nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Mà nhớ, linh của con người không phải là chỉ có linh của những người chưa tin Chúa đâu. Ngay cả những cái linh của những người tin Chúa mà họ đi trong cái đường riêng của họ, họ cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta không cẩn thận thì chúng ta, nếu không bị linh của quỷ thì linh của con người làm theo cái điều tư dục của họ. Nhớ Thánh Phaolô nói với một hội thánh, ông viết thơ như thế này: tôi phải khóc
mà nói với anh em, tức là ông nói với người tin Chúa: anh em lấy cái bụng mình làm Chúa mình. Ông nói với người tin Chúa, chứ ông không phải ông nói với người ngoài. Ông nói với người tin Chúa lấy bụng mình làm Chúa mình, tức là sự suy nghĩ của mình, tư tưởng của mình, khôn ngoan của mình, kinh nghiệm của mình trong cuộc đời này, hoặc ảnh hưởng những người khác ở thế gian làm mà chúng ta bắt chước để làm cái kim chỉ nam cho cuộc đời của chúng ta, thì đó là lấy bụng mình làm Chúa mình. Thánh Phaolô nói với những người tin Chúa, chứ không phải ông nói với những người không tin Chúa. Anh em chị em nhớ điều đó. Tức là mình đó, có thể là mình, có thể là mình, và cũng không có thể là mình. Nhớ. Cho nên phải cẩn thận. Và đây lời Kinh Thánh Chúa nói với chúng ta như thế này. Ở đây nói đến là cái sự tương quan, sự liên hệ giữa rao giảng về tin lành nước Đức Chúa Trời đến ngày Chúa trở lại. Nó có sự tương quan. Cho nên tôi và quý vị có phần ở trong cái ngày Chúa đến chậm hay trễ đó quý vị. Nếu mà quý vị thấy cái thế giới đau khổ này, cái thế giới nguy hiểm này, là cái thế giới này mà nó hấp dẫn với mình, thì ráng kêu gào với Chúa, nói: Chúa ơi, chậm lại, để con hưởng cái sự đau khổ ở thế gian này thêm chút xíu nữa, cực nhọc ở thế gian này thêm chút xíu nữa, sự cay đắng ở thế gian này thêm chút xíu nữa, sự tranh chiến ở trong thế gian này thêm chút xíu nữa, rồi Chúa hãy đến. Nếu mà chúng ta thấy sung sướng mà mình muốn làm điều đó, thì xin Chúa chậm lại. Còn nếu mà chúng ta thấy đủ rồi, thì hãy xin Chúa mau đến. Nhưng mà làm ơn, trước khi xin Chúa đến, thì hãy xin Chúa dùng mình để mà góp phần vào cái điều gọi là rao giảng về tin lành của nước Đức Chúa Trời, để mà Chúa mau đến. Mình có sẽ góp phần. Nếu mà Chúa muốn Chúa mau đến, thì phải xin Chúa dùng mình nữa. Chứ không phải nói: Chúa ơi, xin ban người này người kia, không. Chúa dùng mình. Tại vì mỗi người chúng ta đều là tôi tớ của Chúa hết nhé. Chứ không phải cái người đứng đây mới là tôi tớ của Chúa. Mỗi người đều là tôi tớ của Chúa. Cho nên mỗi người đều có công tác mà Chúa giao phó cho chúng ta. Đừng quên công tác đó là gì? Làm chứng nhân cho Chúa ở giữa thế gian này. Mà muốn làm chứng nhân, thì thứ nhất, chúng ta phải biết Chúa, gặp gỡ Chúa, rồi sống, sống để người ta thấy có Chúa ở trong mình. Chứ sống mà người ta thấy mình không khác người chưa tin Chúa, thì làm sao họ được sự hấp dẫn? Họ không thể nào hấp dẫn đến với Chúa được. Tại vì hồi xưa tôi cằn nhằn, mà bây giờ tôi tin Chúa rồi, tôi cũng đục đâu cũng cằn nhằn đó, lầm bầm đó, thì làm sao người ta thấy có khác được, phải không quý vị? Phải thay đổi. Mà mình tự thay đổi không được. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc trong lòng của chúng ta, rồi phần chúng ta phải có lời Chúa. Nếu mà Chúa Thánh Linh ở trong lòng chúng ta mà chúng ta không chịu đọc lời Chúa, thì làm sao Đức Thánh Linh lấy cái gì mà nhắc cho chúng ta để cáo trách chúng ta được. Cho nên phần của quý vị, nhớ nha, muốn có sự thay đổi, muốn sống cho Chúa trong những ngày ở thế gian này, phải có lời Chúa. Tôi không đọc dùm cho quý vị được, quý vị cũng không đọc dùm cho tôi được. Nhưng mà mỗi người phải có trách nhiệm cho linh hồn của mình. Nó có người hỏi tôi, có người hỏi tôi như thế này: khi tôi qua đời này, tiếng Anh nó là legacy đó, legacy dịch là cái gì? Hả? À, cái di sản, legacy, cái di sản. Quý vị, cái di sản tôi muốn để lại cho thế gian này là gì không? Bao nhiêu người mà Chúa dùng tôi để đem đến với Chúa, đó cũng là một điều quan trọng, nhưng mà không quan trọng đủ. Cái di sản mà chúng ta muốn để lại trong cuộc đời này là: quý vị ơi, như Thánh Phaolô nói là, nếu mà tôi giảng cho mọi người mà tôi đây bị bỏ thì vô ích. Thế mà tôi đi rao truyền lời Chúa, đem về bao nhiêu trăm người làm báp têm tin Chúa, mà con cái của chúng tôi mà nó không biết đến Chúa, thì đó là một điều khốn khổ, vô ích. Đó là cái di sản mà mỗi chúng ta, mỗi người ít nhất phải bắt đầu từ trong cái gia đình của mình. Đó là cái cơ nghiệp quan trọng nhất. Tất cả những điều kia không quan trọng. Nếu mà ngày hôm nay
chúng ta về với Chúa rồi mà con cái của chúng ta nó đi trong con đường của ma quỷ hoặc đi con đường riêng của nó, thì cái di sản đó là cái gì? Là con số không thật to tướng. Cho nên quý vị ơi, gia đình của chúng ta đó, con cái của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta, đó là cái điều quan trọng. Đương nhiên bất cứ người nào mà chúng ta đem về với Chúa đó cũng là rất là quan trọng. Nhưng mà nhớ hãy để lời cầu nguyện cho những người gần gũi mình. Hãy để lời cầu để điều đó rất là quan trọng. Nếu chúng ta là người cha, đó là trách nhiệm rất là quan trọng. Người mẹ cũng rất là trách nhiệm, cũng rất là quan trọng. Quý vị biết làm sao Chúa nói với Isaac? Chúng ta học lần trước rồi. Nói vì cha ngươi, vì cha ngươi, nếu bây giờ không có cha thì sao? Hãy bắt chước giống như Naomi đó. Làm sao Ruth có thể nói với mẹ mình, mẹ ở đâu tôi sẽ ở đó, mẹ chết nơi nào tôi sẽ chết nơi đó, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của tôi. Làm sao Ruth có thể nói điều đó được? Tại vì Naomi là một người mặc dầu có sự yếu đuối đi nghe theo người chồng mình đi đến nơi đó, nhưng Naomi đã sống một cuộc đời để cho người dâu của mình thấy được Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm hết. Thế nên tin lành của Đức Chúa Trời giảng ra, nhưng mà đừng quên đến những người gần mình nhất, nhất. Con mình, cha mình, mẹ mình, chồng mình, anh em và chị em mình. Tôi đọc một cái cuốn sách về cuộc đời một người. Người này có tên là, quý vị, nếu mà quý vị nào biết về vấn đề chữa lành, ông đó có tên là John G. Lake. Mà ngày hôm nay trên khắp thế giới mà họ khi họ lập một cái họ gọi là Healing Room đó, đó là cái phương cách mà John G. Lake đã làm. Một người rất là đầy ơn và quyền năng. Nhưng một điều lịch sử ghi chép lại đó, con cái của ông gần như không có đứa nào ở trong cái sự gần gũi Chúa hết. Anh em cho em cái di sản kia người ta nói đến, nhưng mà di sản về thiên đàng thì cái đó không có. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta biết được cái ngày, cái cơ hội mà chúng ta có ở giữa thế gian này, đem người khác đến với Chúa. Cầu xin Chúa cho tương lai có thể có trong giữa chúng ta có những người trở thành billionaire. Nhưng mà billionaire đó không có đem đi được. Nhưng mà những linh hồn mà chúng ta đem về với Chúa sẽ đem theo chúng ta trình diện trước mặt Đức Chúa Trời được. Cho nên quý vị ơi, ngày nào chúng ta còn hơi thở, ngày đó còn cơ hội. Ngày nào chúng ta không còn hơi thở nữa, không còn cơ hội. Cho nên cái điều quan trọng là đó là cái dấu hiệu của Chúa. Tin lành của Chúa sẽ được rao giảng khắp đất. Và Kinh Thánh một câu nữa ở trong Ma-thi-ơ đoạn, cũng đoạn 24 đó. Câu 14 thì nói rằng lời của Chúa sẽ không qua đi. Chúa nói là khi tin lành được rao giảng khắp đất thì Chúa sẽ đến. Chúa không có nói giỡn đâu. Tại vì Đức Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại rồi. Thế nên anh em chị em, trong cuộc sống này, hãy chuẩn bị, hãy sống theo cái điều mà Chúa đặt trong lòng chúng ta là chuẩn bị. Và người ta hay thắc mắc tò mò, Chúa ơi ngày nào? Chúa ơi tháng nào? Chúa ơi năm nào? Đó là cái tò mò của con người mà Chúa không có cho biết. Anh em chị em nhớ không, trong công vụ sứ đồ đoạn 1, khi Chúa Giêsu nói về nước Đức Chúa Trời thì mấy ông sứ đồ đi với Chúa đó, ông nghĩ đến cái chuyện thế gian liền, không khác chúng ta đâu. Mấy người này đã được tin Chúa rồi đó, tại vì sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại, Chúa đến, Chúa hà hơi trên họ và họ trở thành tin Chúa, người tin Chúa như chúng ta đó. Khi Chúa nói là nước của Chúa thì các ông thánh ngày xưa 11 ông lúc đó hỏi Chúa ơi khi nào Chúa lập lại nước Israel?
Chúa nói về nước Đức Chúa Trời thì họ nghĩ đến nước trần thế. Nước Israel là nước trần thế của họ. Nhưng mà Chúa không trả lời, Chúa không mắng họ, Chúa không muốn xì vả họ, Chúa không trách họ. Nhưng mà Chúa nói nè, mấy ngày nữa Đức Thánh Linh đến, đi lo rao giảng. Công vụ sứ đồ đoạn 5, đoạn 1 câu 5 rồi câu 8. Chúa nói mấy ngày nữa Đức Thánh Linh đến, lo rao giảng đi. Có những điều Chúa không trả lời, Chúa không la, Chúa không mắng. Giống như chúng ta nhớ người cha không? Đứa con trở về, nói cha ơi, cho con làm đầy tớ. Người cha không thèm trả lời. Người cha làm điều gì mà người cha đã định cho nó. Chúa đối đãi với chúng ta cũng vậy, quý vị. Chúa thương chúng ta lắm. Mình nhiều khi thấy người này người kia chút xíu có mình trách móc rồi đủ thứ hết. Quý vị ơi, Chúa không muốn chúng ta như vậy. Chúng ta muốn học trở nên giống Chúa, hay là giống cái người khó khăn kia, hay cái người tham lam kia, cái người bần tiện kia ở thế gian này. Chúng ta muốn giống ai? Chúng muốn giống Chúa, phải không? Quý vị nào muốn giống Chúa đưa tay tôi lên. Đưa tay tôi lên coi coi. Xin Chúa ban cho quý vị sức lực để chúng ta trở nên những người giống Chúa hơn mỗi ngày. Amen. Đó là lời cầu nguyện trong giữa bài giảng của tôi cho quý vị. Thế thì tin lành. Bây giờ tin lành, quý vị biết cái tin lành mà chúng ta cần nói cho người ta là cái gì không? Rao giảng thì là đó là mình nói thôi. Cái gì là tin lành mà mình cần nói? Người ta chưa biết tình yêu thương gì hết, thế gian chưa biết tình yêu thương. Quý vị nghe đây nha, ai không ấy ghi xuống để mai mốt tôi hỏi lại mà không biết để mà trả lời nữa. Tin lành đầu tiên là đấng cứu chuộc đã đến thế gian này rồi. Không đợi ai nữa. Không và không có ai là đấng cứu chuộc đã hết. Đó là tin lành mà chúng ta cần nói. Đấng đó đã đến rồi, đấng Messia, đấng cứu chuộc, đấng Christ. Và rồi cái tin lành nữa là chúng ta không phải chết vì tội của mình nữa. Nếu mình đặt niềm tin nơi đấng cứu chuộc, đó là cái tin lành. Tin lành đó nói cho mình biết rằng tin lành, tin mừng, phúc âm đó giống nhau hết. Cái dịch nó hơi khác chút xíu thôi. Chúng ta không cần, chú quý vị nghe kỹ nha, chúng ta không cần phải chết vì tội lỗi riêng của mình nữa. Vì sao? Vì đấng cứu chuộc đã bằng lòng chết thay cho chúng ta rồi. Đó là cái tin lành. Có tin lành của Chúa mà Chúa muốn chúng ta nói. Tin lành của nước Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu đến để đem mình trở về nhà. Đó điều thứ ba nha. Điều thứ nhất, đấng cứu chuộc đã đến. Điều thứ hai, mình không cần phải chết vì tội của mình nữa. Điều thứ ba là đấng đó đến để đem mình trở về nhà với Đức Chúa Trời. Tại sao tôi nói trở về nhà? Người ta nói là tiếng Anh, ta nói là khi mà chúng ta lìa đời này đó, ta nói là go and meet your maker. Còn người Việt Nam thì nói là sao? Trời sinh, trời dưỡng, đến khi chấm dứt cuộc đời này thì về chầu trời. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải trở về. Mà trở về, khi trở về nhà gõ cửa mà không được mời vào, không được cho vào, thì đó là một điều khốn khổ cho chúng ta. Thế nên chỉ có tin Chúa Giêsu thì khi gõ cửa, không phải tin không thôi nha, tin và phải giữ bền chí cho đến cuối cùng. Vì lời Chúa bên trên trong sách Ma-thi-ơ này là ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Nhiều người tin nhưng mà có những người bỏ dở chừng. Giống như Thánh Phaolô đó, ông tin, ông đi ra giảng đạo, nhưng mà phải nói rằng nếu tôi không đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc thì tôi sẽ bị bỏ. Cho nên những người nào mà nghe nói về cái giáo thuyết gọi là một lần tin là đủ đó,
One save, always save. Nếu quả thật one save, always save thì ông Phaolô ông không có nói rằng nếu tôi đái, tôi hỏi Phaolô lúc mà ông viết cuốn Kinh Thánh đó, ông đã tin chưa? Tin rồi. Ông gặp Chúa dọc đường rồi. Mà ông nói như thế này, nếu tôi rao giảng cho người khác mà tôi không đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, tức là bắt nó phục những điều gì Chúa dạy, còn nếu mà không bắt nó được thì xin Chúa Thánh Linh giúp mình để bắt phục cái yếu đuối của chúng ta. Yếu đuối chúng ta nhiều lắm quý vị ơi, tham lam, tranh chấp, ghen ghét đủ mọi điều hết trong cái thế gian này. Hễ người trần thế có cái gì chúng ta đều có cái đó trong cái bản chất yếu đuối của chúng ta. Mà nhớ ông Thánh Phaolô nói cho những người tin Chúa chứ không phải nói cho người ngoài. Cho nên đừng có ai nghĩ là mình tin Chúa là mình perfect rồi, không có. Lên thiên đàng và Chúa là perfect. Còn nếu mà chúng ta nghĩ mình perfect, mình không có gì sai lạc, mình là con người kiêu ngạo, mà Chúa nói rồi, nếu mà mình kiêu ngạo thì không ai giúp chúng ta được. Tại vì cái tội kiêu ngạo đó là đi xuống hỏa ngục thôi, chứ không có nói gì hết. Tại vì cái tội kiêu ngạo là tội không biết ăn năn, không biết mình có lỗi. Lúc nào mình cũng đúng hết. Lúc nào mình cũng đúng hết. Đức Chúa Trời chống nghịch kẻ kiêu ngạo. Nếu mà Chúa chống thì ai đến nó binh được chứ quý vị? Ông Thánh Phaolô không binh được. Abraham không binh được. Tổ phụ đức tin của chúng ta cũng không binh vực được. Cho nên hãy sống một nếp sống khiêm nhường trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Ô có nhiều nói ôi tôi khiêm nhường trước Chúa được chứ. Cái quan trọng là khiêm nhường trước Chúa và trước mặt mọi người. Chứ còn Chúa, chúng ta có gì để mà so sánh với Chúa mà không khiêm nhường? Hả? Lẽ đương nhiên, cái quan trọng là trước mặt con người đó, cái đó là cái thách thức cho chúng ta. Tin lành đó là Đức Chúa Giêsu đấng đã chết và Ngài sống lại, đó là điều thứ tư. Nếu Đức Chúa Giêsu chết và không sống lại, bằng tôi thôi rồi tôi sẽ chết và không sống lại. Bằng cha mẹ tôi thôi, bằng tổ tiên chúng ta thôi, bằng tất cả những giáo chủ ở thế gian này. Đó là tin lành mà chúng ta cần rao giảng. Và chúng ta phải nói một cách mạnh mẽ, đừng đụng chạm tới ai hết. Chỉ nói cho họ biết như thế này: tất cả các giáo chủ ở thế gian này, ngoài trừ Đức Chúa Giêsu, không một người nào chết mà sống lại được. Ngài đã sống lại, Ngài đắc thắng sự chết, cho nên Ngài có thể ban sự sống cho chúng ta được. Amen. Đó là cái tin lành mà quý vị cần phải nói với người ta. Chúa Giêsu đã sống lại, Chúa đã chết bằng tôi. Chúa chết thì bằng tôi, bằng ông nội tôi, bằng cha mẹ tôi, bằng tất cả mọi người, bằng Khổng Tử, bằng Lão Tử, bằng cả Thích Ca luôn. Nhưng mà Chúa Giêsu khác một điều, Ngài đã từ cái chết sống lại. Đó là điều mà chúng ta có thể gắn mạng sống của mình, tương lai cuộc đời của mình và cả đời sau của chúng ta vào cái niềm tin nơi đấng đã từ kẻ chết sống lại. Đó là cái tin lành quý vị cần phải nói với người ta. Và nhớ, khi mà chúng ta nói có tội đó, làm ơn đừng có nói ăn cắp ăn trộm. Tại vì có nhiều người không ăn cắp ăn trộm, có nhiều người không gian dâm, có nhiều người không có gì hết. Nhưng mà quý vị biết cái tội gì mà chúng ta cần nói đến không? Cái tội không biết cái đấng sinh thành ra mình. Con cái đời này không biết cha biết mẹ là cái đứa bất hiếu. Mà con cái mà không biết đấng sinh thành thật ra muôn loài là Đức Chúa Trời, đó là tội đại bất hiếu. Đó là cái tội mà chúng ta cần nói đến, chứ đừng có nói đến cái tội gì hết. Tại vì có những người người ta không có làm tội giống như mà chúng ta kể ra trong 10 điều răn. Nhưng mà họ chỉ có một điều là không biết đến Đức Chúa Trời thôi. Không biết đến đấng sáng tạo để mà thờ phượng. Thấy không? Cho nên đó là nói đến cái tội mà chúng ta cần nói. Quý vị ơi, tôi thấy quý vị ai cũng muốn mong mỏi cho con cái mình sống một đời sống thành công, thịnh vượng. Điều đó tốt, tất cả những điều tốt. Nhưng mà đó, cái cơ nghiệp đó là cơ nghiệp tạm bợ thôi của nó. Cái cơ nghiệp đời đời là nó biết đến Chúa, là nó đi theo Chúa và nó phụng sự Chúa. Tất cả của cái này chúng ta nhắm mắt, chúng ta biết rồi. Cái iPhone mà quý vị dùng đó,
anh đó hàng mấy chục tỷ, không mang chi được hết. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là những con người giàu có nhưng biết đến Chúa, chứ không phải là những người nghèo nàn. Tại vì khi chúng ta nghèo nàn thì chúng ta chẳng có gì để mà vinh danh Chúa. Ngài là đấng quyền năng, đấng yêu thương, đấng chăm sóc hết. Nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào để Chúa chúc phước cho chúng ta? Amen. Chúng ta phải sống để đời sống của mình là một cái bình không có bị nứt, là cái bình không có bị lủng, để phước của Chúa đổ xuống, nó không chảy ra vô ích, mà mình không hưởng được cái gì hết. Đó là cái thách thức cho đời sống chúng ta. Mà cái thách thức cho đời sống chúng ta để cho mình không là cái bình lủng, bình nứt đó, là vâng phục Đức Chúa Trời, làm theo điều Ngài dạy một cách cẩn thận. Và không những Chúa chết, Chúa sống lại cho mình, và rồi mình cũng không phải chết vì cái tội của mình nữa. Không phải chết vì tội của mình nữa. Và rồi Chúa sẽ phục hồi chúng ta lại trong cái vị trí, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Cái tâm linh chúng ta được nối kết lại với Đức Chúa Trời. Cái tâm hồn của chúng ta, cái tâm hồn của chúng ta là bao gồm cảm xúc, trí tuệ và ý chí của chúng ta được đổi mới mỗi ngày. Cho nên cái sự đổi mới đó, nó phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc, rồi mình phải có bổn phận học lời Chúa, để khi chúng ta đọc lời Chúa đó, chúng ta được cáo trách về một khía cạnh nào đó, Đức Thánh Linh sẽ làm việc và giúp đỡ chúng ta để chúng ta vượt qua được. Đó là đổi mới, thay đổi con người chúng ta mỗi ngày. Anh em chị ơi, đừng có ai phiền là tại sao mình thế này thế kia. Tất cả chúng ta đều giống nhau hết, anh em chị em, là những con người hư hỏng, là những con người chết. Nhưng mà nhờ Chúa Giêsu sẽ thay đổi chúng ta, với điều kiện là chúng ta phải bằng lòng. Bằng lòng có nghĩa là gì? Ít nhất phải bằng lòng đọc Kinh Thánh, ít nhất phải bằng lòng nhận biết là khi lời Chúa cáo trách mình phải ăn năn để Chúa thay đổi. Bằng lòng là như vậy đó. Chúa phục hồi những cái gì đã mất. Ngày Chúa đến, tin lành được rao giảng. Có nhiều người nói cầu nguyện, Chúa ơi, xin cho người này người kia đến. Không, cầu nguyện xin Chúa dùng mình. Đừng có cầu nguyện cho ai hết á. Cầu nguyện điều gì có trong tay chúng ta, hãy dâng cho Chúa để Chúa dùng. Điều gì có trong con người của mình, hãy dâng cho Chúa để Chúa dùng. Anh em chị em ơi, đây là cái thách thức cho tôi và cho quý vị nhé. Cho tôi luôn, chứ không phải cho quý vị. Hãy sống như Chúa đến bất cứ lúc nào. Chúa đến ngày mai. Nếu quý vị chỉ còn có một ngày ở trên đất này nữa thôi là Chúa đến. Hãy sống như vậy, tức là sống trong sự khẩn trương của ngày cuối cùng. Chứ đừng có ngồi đó mà mơ. Anh em chị em, đây là câu chuyện ngày hôm qua tôi cũng nghe được trong cái buổi mà lễ tưởng niệm đó. Không phải câu chuyện của tôi, mà câu chuyện kể lại, mà câu chuyện thật. Anh em chị em này, cuộc đời của chúng ta đó, mình không biết lúc nào nó sẽ ra đi. Cho nên phải chuẩn bị. Chuẩn bị. Chuẩn bị ở trần thế thì nó sẽ không có tồn tại, nhưng mà chuẩn bị thuộc linh nó sẽ là đời đời. Cái câu chuyện này là một người có một người bạn. Câu chuyện này tôi nghe trong cái bài giảng ngày hôm qua. Một người có một người bạn. Hai người đó lúc đó làm ở Apple. Mà cái anh này là 42 tuổi, đến sắp sửa tới 42 tuổi rồi. Mà người này có lẽ làm trong cái địa vị cũng cao, cho nên anh có dành dụm của cái cũng rất là nhiều. Mới 42 tuổi thôi mà có 4 căn nhà ở Sunnyvale. Và anh nói là 42 tuổi là anh sẽ retire. Rồi anh chỉ có một đứa con thôi, có quỹ riêng để cho đứa con học lên tới bác sĩ cũng đủ tiền. Có quỹ riêng để mà khi retire 42 tuổi rồi vẫn sống phơi phơi, thỉnh thoảng mình có 4 căn nhà rồi. Thấy không? Rồi anh này anh cũng có quỹ để mà
khi vị thai rồi đi chơi, đi đây đi đó, đi du lịch. Thì cái người mà kể cái câu chuyện này nói đó, là sau đó anh nghỉ việc ở cái Apple. 6 tháng sau thôi, cái tin tức mà nghe được là anh 42 tuổi mà sắp sửa nghỉ hưu đó, bệnh ung thư. Cái sự sắp đặt của con người. Quý vị ơi, hãy sắp đặt về cõi đời đời. Tôi nói với quý vị điều này, tôi không nói với quý vị là đừng có làm chi hết, đừng có sắp đặt chi hết trong cuộc đời này. Nhưng mà nhớ, hãy sắp đặt cái việc đời đời trước nhất. Amen. Chúng ta phải làm, chúng ta phải ăn, chúng ta phải mặc, chúng ta phải đi đây đi đó. Nhưng mà nhớ, mọi sự Chúa trên hết. Mà hãy nhớ, ngày mai, giả sử chúng ta hãy còn một ngày thôi là Chúa đến, hãy sống như vậy đi nhé. Đừng có sống như mà không biết mấy năm nữa, 20 năm nữa, 15 năm nữa Chúa mới đến. Đừng có sống theo kiểu đó. Vì Chúa đến bất thình lình. Bởi vì lời Chúa nói rồi, không ai biết ngày và giờ, chỉ có một mình Cha thôi. Vì cuộc đời của Cha, của chúng ta, như lời của Chúa ở trong Gia-cơ đó, đoạn 1 từ câu 10 tới câu 11, nó nói rằng nó giống như hoa nở, mặt trời lên thì nó sẽ tàn héo. 120 năm là Chúa cho cái giới hạn của con người, nó cũng chỉ giống như vậy thôi. Cho nên tôi không muốn quý vị bi quan, nhưng mà quý vị hãy đặt đúng cái vị trí của cõi đời đời và cõi tạm bợ. Và thứ nhất là hãy sống như Chúa sắp đến ngày mai. Và phải nhận biết rằng cuộc đời của con người như hoa sớm nở và tối tàn. Kế đến, nói về tin lành nước Đức Chúa Trời, thì hãy làm công việc của Chúa như là cả cái thế gian này chỉ có một mình là người đi rao truyền lời Chúa thôi nha. Đừng có ỷ lại vào ai hết. Đừng có ỷ lại vào ai hết. Bởi vì đó là công tác của mỗi người đã biết đến Chúa. Cho nên phần của chúng ta mỗi người phải kinh nghiệm Chúa cho cuộc đời riêng của mình. Để khi mà mình nói với người khác đó, là mình nói với sự thuyết phục. Nói với sự thuyết phục vì mình đã kinh nghiệm Chúa như thế nào trong cuộc đời của mình rồi. Chứ không có nói theo kiểu mà thuật lại trong sách vở. Chúng ta biết Chúa như thế nào? Ngài là đấng yêu thương, chúng ta phải kinh nghiệm Ngài là đấng yêu thương trong cuộc đời của mình. Ngài là đấng quyền năng, chúng ta phải kinh nghiệm những cái biến cố mà mình thấy quyền năng của Chúa trong cuộc đời của mình. Ngài là đấng nhân từ, chúng ta cũng phải kinh nghiệm những điều mà mình phải nói rằng quả thật Chúa là nhân từ trong cuộc đời của chúng ta. Chúa là đấng đầy lòng thương xót, chúng ta phải kinh nghiệm những điều trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải thốt lên rằng cảm ơn Chúa, Ngài thương xót con. Ngài thương xót con. Cái câu chuyện mà quý vị tuần vừa rồi ở đây quý vị có nghe đó. Cái anh chàng mà bị nghiện ngập mà sắp chết đó. Cái người đó cầu nguyện, ông cầu nguyện như thế nào? Lord have mercy on him. Chúa ơi, xin sự thương xót Ngài đến với cái người trai trẻ này. Mà người đó trỗi dậy, người đó sẽ kinh nghiệm gì? Chúa yêu thương mình. Chúa là đấng quyền năng, Chúa là đấng nhân từ, mà Chúa là đấng đầy lòng thương xót. Anh em chị em, đời sống của chúng ta phải như vậy đó. Quý vị nè, mỗi người ngồi ở đây mà mỗi người nghe cái điều ngày hôm nay tôi nói, hãy sống như chỉ có một mình người ở trên thế gian này lãnh cái công tác rao truyền lực Đức Chúa Trời. Đừng có ỷ lại vào ai hết nhé. Tôi đứng đây là tôi nhắc cho quý vị đó, chứ không phải là tôi phải làm hết đâu. Tôi nhắc cho quý vị để quý vị làm. Cho nên hãy lợi dụng mọi cơ hội. Mọi cơ hội khi chúng ta gặp. Nhớ nha, đừng có nói nhiều không tốt đâu nha. Nói đúng theo mấy cái điều mà tôi nói lúc nãy đó về tin lành của Chúa.
Mà mình phải kinh nghiệm thì mình nói nó mới sống động, nó mới có quyền năng. Thế còn quý vị mà không kinh nghiệm, người ta hỏi không biết làm sao để mà nói sao Chúa quyền năng như thế nào. Ha, chúng ta nói liền thực khắc Chúa yêu thương như thế nào, mình phải sống, mình phải kinh nghiệm. Đó là điều quan trọng. Hãy nói về nước Đức Chúa Trời như chỉ mình là người duy nhất làm công việc đó. Và hãy sống như mình chỉ có một ngày nữa thôi ở trên đất này. Nếu chỉ có một ngày nữa, quý vị sẽ sống như thế nào? Chúng ta sẽ sống đầy lòng vị tha, thương xót, tha thứ cho mọi người. Amen. Chứ không mang sự cay đắng. Tại vì tất cả những điều đó, nếu Chúa thương xót quý vị sống lâu, quý vị sẽ mang bệnh nếu mà chúng ta mang những điều đó. Chúng ta sẽ mang bệnh nếu mà chúng ta cay đắng, chúng ta buồn phiền trong cuộc đời của mình. Bệnh đó quý vị ơi, không những bình thường đâu, mà nhiều khi nó còn thành ra cái bệnh nan y nữa, chứ không phải là vừa. Tại vì bởi vậy, có hai cơn bệnh mà tôi hay nói mọi người khi mà đi lên cầu nguyện đó, là cái bệnh nhức đầu với cái bệnh bao tử. Có hai cái điều, hai cái bệnh đó tôi hay hỏi, làm sao? Có cay đắng ai không? Có không tha thứ cho ai không? Có nhiều người vừa hỏi như vậy khóc, là biết là có rồi. Thì bắt đầu họ xưng ra, cầu nguyện Chúa giải cứu liền. Quý vị ơi, hãy nghĩ đi, chúng ta mang điều đó làm gì? Cuộc đời mình ngắn ngủi lắm, mang cái sự cay đắng làm gì? Mang cái sự buồn bực làm gì? Mang cái sự khó khăn làm cái gì? Nếu chúng ta chỉ có một ngày sống với người thân yêu của mình thôi, hãy sống như vậy để chúng ta sống cho nó đàng hoàng. Nói lời yêu thương, nói lời nhân từ, nói lời khích lệ, chứ không có nói lời để cho người ta mất niềm tin, mất hy vọng, mà người ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Đừng làm như vậy. Thế gian họ đã làm rồi, mà chúng ta là người tin Chúa mà mình không làm khác hơn, thì có cái chi để mà chúng ta làm chứng cho người ta được? Tôi nói điều này không phải chỉ cho tất cả quý vị là người nghe đâu, riêng tôi cũng phải nhắc nhở cho tôi mỗi ngày nữa chứ không phải không. Đó, trong gia đình cũng vậy nữa, phải nhắc nhở. Quý vị ơi, chúng ta con là con người đầy dẫy sự yếu đuối, nhưng mà Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta, Ngài muốn chúng ta cộng tác với Ngài để thay đổi con người cũ của mình. Quý vị có đồng ý với Chúa Thánh Linh để làm điều đó không quý vị? Amen. Ai muốn điều đó đưa tay lên quý vị, để Chúa Thánh Linh làm việc cho chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng đứng lên. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng nhân từ, Ngài là đấng đầy lòng thương xót. Lạy Chúa, Ngài đến đây không phải chỉ để cho chúng con được nhận sự cứu rỗi và rồi sống y chang như cũ vậy, không, Ngài muốn chúng con trở nên giống như Ngài. Đó là lời của Chúa nói thật rõ ràng. Và Chúa cũng nói với chúng con rằng Ngài đến muộn hay Ngài đến mau là tùy thuộc nơi chúng con. Lạy Chúa, cách ăn ở của chúng con, cách rao giảng của chúng con, cách sống của chúng con, lạy Chúa xin hãy cho chúng con nhận biết cái sự cuối cùng gần lắm rồi. Và cái ngày mà chúng con ra đi, chúng con không biết là thế nào nữa. Lạy Chúa xin hãy cho chúng con nhận biết, để chúng con sống như thế là chúng con chỉ còn một ngày thôi để sống với mọi người, chỉ còn một ngày thôi để làm cơ hội rao giảng về nước của Ngài. Lạy Chúa, Chúa ơi, chúng con, chính chúng con không thể nào làm được, nhưng xin Chúa giúp đỡ tất cả chúng con để mỗi chúng con có thể làm được. Lạy Chúa, sự giải phóng của Ngài đến để chúng con không còn bị ràng buộc bởi tất cả những yếu đuối mà không làm hình ảnh tốt cho Ngài ở giữa thế gian này nữa trong cuộc đời của mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa ở cùng tất cả anh em chị em chúng con, những người ở đây,
những người sẽ nghe ở trên trực tuyến hoặc là YouTube. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết điều này để chúng con sống, lạy Chúa, như Chúa đến ngày mai một ngày thôi để chúng con còn sống trên đất này, hoặc là chúng con là người duy nhất mà Chúa giao trách nhiệm để rao giảng về nước trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa lời hứa của Ngài. Mọi phước lành của tổ phụ Abraham mà Chúa đã hứa với Abraham cũng thuộc về chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúa chúc phước cho anh em chị em.